Xin được kính chào các bạn khán giả của Tết Trần TV. Như thường lệ, đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Tối ngày hôm nay, lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2023 sẽ diễn ra. Cuộc cạnh tranh đang là hai cái tên Tuấn Hải và Hoàng Đức. Liệu ai sẽ là người giành được Quả Bóng Vàng năm 2023? Rất nhiều những sự đồn đoán và sự tranh cãi đã nảy ra ở trên các nền tảng mạng xã hội. Tất cả thông tin chính thức liên quan đến giải thưởng Quả Bóng Vàng 2023, chúng tôi sẽ có phóng viên trực tiếp tại hiện trường và cập nhật trên thông tin hệ thống của Tết Trần TV. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những sự nhận định của ekip Tết Trần TV trước thềm lễ trao giải Quả Bóng Vàng. Vào lúc 20 giờ tối nay ngày 19 tháng 2, lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu, sự kiện này được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 3 tháng 1 năm 2024. Nhưng do đội tuyển Việt Nam bận thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2023 trong tháng 1 năm 2024, nên ban tổ chức giải thưởng và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất thời điểm tổ chức là ngày 19 tháng 2. Tham gia bình chọn giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam là lãnh đạo ngành thể dục thể thao, huấn luyện viên và đội trưởng các đội bóng, các chuyên gia bóng đá cùng nhà báo thể thao trên cả nước. Quả bóng vàng, bạc, đồng của nam và nữ sẽ nhận được lần lượt là 40, 30 và 20 triệu đồng. Riêng với futsal, lần lượt là 30, 20 và 15 triệu đồng. Các giải thưởng cá nhân khác nhận 15 triệu đồng mỗi giải. Trong số những hạng mục giải thưởng, giải Quả Bóng Vàng Nam Việt Nam 2023 nhận được sự quan tâm hơn cả. Hai ứng viên nặng ký nhất là Tuấn Hải và Hoàng Đức. Cả hai đều không có danh hiệu tập thể trong năm 2023 cùng câu lạc bộ. Tuy nhiên, Tuấn Hải có ưu thế khi tỏa sáng ở cúp C1 châu Á trong màu áo Hà Nội FC. Nhưng nếu xét trên cả chặng đường dài, Hoàng Đức cũng xứng đáng được vinh danh với màn trình diễn nổi bật tại sân chơi trong nước. Ngày hôm qua thì loạt trận đáng chú ý tại vòng 9 V-League 2023-2024 đã diễn ra. Trận đấu trên sân Vận động Hoàng Đế giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến màn ra mắt của huấn luyện viên Kiatisak trong màu áo của Công an Hà Nội. Đây là trận đấu mà đội bóng ngành công an đã giành chiến thắng. Và rõ ràng đây là trận đấu mà huấn luyện viên Kiatisak đã để lại rất nhiều điều đặc biệt trong phòng họp báo. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý trong loạt trận ngày hôm qua. Sau hai chiến thắng trong giai đoạn tập luyện, tân huấn luyện viên Kiatisak Sinamuang cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội có 3 điểm chính thức đầu tiên khi V-League 2023-2024 trở lại guồng quay. Theo đó, hai pha lập công của Jefferson và Giovane ở các phút 25 và 27 giúp cho đội chủ sân hàng đẫy nhẹ nhàng vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0, qua đó tiếp tục bám đuổi Nam Định cho cuộc đua bảo vệ chức vô địch tại giải bóng đá số 1 Việt Nam cấp câu lạc bộ. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với phản ứng của huấn luyện viên hai đội sau trận. Thì tôi rất vui được gặp lại tất cả mọi người ở đây. Và hôm nay thì tôi được trên sân này, tôi được gặp lại mọi người ở fan là fan mới là Công an Hà Nội. Và sẽ cố gắng tích lũy điểm từng trận cho đội. Và tôi muốn các bạn cầu thủ được đá vui vẻ hơn và đá với một cái style mà tôi đã truyền đạt cho các bạn. Rất là nhiều bạn là chưa đủ được 90 phút bởi vì là do mình mới tập trung lại sau Tết. Hiệp 1 là đội chơi rất là ok và hiệp 2 thì hiện vẫn là chưa đảm bảo. Và tôi muốn tất cả các cầu thủ được triệu tập quốc gia bao gồm 7 bạn được chơi đầy đủ 90 phút bởi vì khi tham dự Asian Cup thì các bạn đã không được ra sân nhiều. Với 3 điểm thì tôi rất là hài lòng. Và trận đấu này là giống như giúp các bạn được hồi phục thể lực, đặc biệt là những các đội tuyển quốc gia như Quang Hải. Và trận tiếp theo là làm khách ở Sông La Nghệ An thì tôi rất muốn kiếm thêm điểm để có thể bám đuổi các đội phía trên như Nam Định, Bình Dương. Điều hài lòng nhất của chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay là các em là vẫn giữ vững cái tinh thần, đặc biệt là trong cái hiệp 2, cái sự cống hiến tận tụy của các em đã thể hiện. Và điều mà chúng tôi không hài lòng đó là cái trong cái hiệp 1, thật sự cái này là một cái xoay chuyển trong một cái tích tắc về tình huống cố định. Chúng tôi xoay về vấn đề đổi người, các em đã chuyển đổi không kịp và nó sẽ xuất phát ra tình huống đầu tiên. Và sau đó thì từ tình huống đầu tiên nó sẽ tiếp tục những cái tình huống tiếp theo, bàn thắng và cũng như những tình huống mà Công an Hà Nội đã gây áp lực về cầu môn của chúng tôi trong cái hiệp 1. Trước tới 2011 trong hiệp 2 thì các cái đợt tấn công của Hồ Chí Minh thì cũng không mới sắc nét, nhất là không dứt điểm, không quả, điểm đánh giá
thì các bạn cũng biết đối thủ chúng tôi là Công an Hà Nội là một đối thủ rất là mạnh. Thực sự là vì những cái ý đồ của chúng tôi trong cái trận đấu ngày hôm nay về hiệp 1 là chưa phát huy được về cái đối phương, về thật sự đã khóa những cái hướng lên bóng của chúng tôi trong cái hiệp 1. Và hiệp 2 thì áp lực chúng tôi về cầu môn vẫn có, nhưng mà cái hiệu suất ghi bàn thì đặc biệt các bạn biết thì hàng phòng ngự của Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay họ thi đấu rất là tốt. Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đã phải nhận thất bại 0-1 trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League 2023-2024 sau vòng 9. Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nói: "Rất tiếc khi thua, nhưng tôi hài lòng với trận đấu này." Theo ông Thành, Hoàng Anh Gia Lai kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc là không tận dụng được và thủng lưới trong lúc sơ hở. Ông cho rằng nếu Quốc Việt hay các ngoại binh ghi được bàn trước, có lẽ đội bóng Phú Núi đã chiến thắng. Ông Thành cho biết, trước trận đã họp toàn đội và đánh giá cao đối thủ Hà Tĩnh, lường trước sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn đặt mục tiêu giành một điểm rồi cải thiện thành tích trên sân nhà ở những vòng sau. Khi được hỏi về vấn đề khiến Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn, phải đua trụ hạng ở thời điểm hiện tại, ông Thành không trả lời vào trọng tâm, mà cho rằng 8 vòng trước cầu thủ chơi không tốt, nhưng trận hôm qua đã cải thiện nhiều. Hiện tại, đội bóng của ông chỉ có Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho là nhiều kinh nghiệm. Còn lại là cầu thủ trẻ, ngoại binh thì hay chấn thương, nên ban huấn luyện đang suy nghĩ để bổ sung một số vị trí cần thiết vào giai đoạn 2. Bên phía Hà Tĩnh, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho rằng, ngoài chiến thuật hợp lý, thắng lợi trước Hoàng Anh Gia Lai còn nhờ vào sự tập trung cao độ của toàn đội và sự trở lại của các cầu thủ chủ chốt sau chấn thương. Huấn luyện viên người Nghệ An chia sẻ, giai đoạn 2 đội nhà sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn nhân sự khi vừa bổ sung hai tiền vệ chất lượng là Trọng Hoàng và Lương Xuân Trường, người cũ của Hoàng Anh Gia Lai. Cũng sau lượt trận vòng 9 V-League 2023-2024 thì tin không vui đã đến với đội tuyển Việt Nam khi hai tuyển thủ đó chính là Nguyễn Tuấn Anh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Đặng Văn Lâm của Quy Nhơn Bình Định đã gặp chấn thương và phải rời sân rất sớm. Mới trở lại thi đấu sau khi vắng mặt tại Asian Cup 2023, Đặng Văn Lâm được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ để lấy lại suất bắt chính tại đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, anh lại bị chấn thương và phải rời sân từ sớm ngay trong trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Đặng Văn Lâm bị đau sau pha truy cản Phan Xuân Đại ở phút 32. Trong pha băng lên đối mặt với cầu thủ Sông Lam Nghệ An, Văn Lâm dùng chân phải cản phá nhưng bất thành. Dù đội bóng xứ Nghệ không thể tận dụng cơ hội, nhưng Quy Nhơn Bình Định cũng phải đánh đổi rất đắt với chấn thương của Văn Lâm. Thủ môn số 1 của đội khách đi tập tễnh và rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Mạnh Cường. Bình Định thua chung cuộc 0-2 bởi các bàn thắng của Phan Bá Quyền phút 45+3 và Phan Xuân Đại phút 58. Trước khi V-League trở lại, Văn Lâm đã lỡ hẹn với tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 vì chấn thương ở vòng 8. Trước Hải Phòng, Lâm cũng rời sân vì chấn thương. Đây là lần thứ 2 Văn Lâm không đá hết trận sau 9 vòng kể từ đầu mùa. 7 vòng đầu, Lâm Tây đều chơi đủ 90 phút. Anh đang là thủ môn giữ sạch lưới tốt nhất V-League mùa này với 4 trận. Nhưng rõ ràng, với việc liên tục chấn thương, những người yêu mến thủ môn này hoàn toàn có thể đặt dấu hỏi về thể trạng của anh trong thời gian gần đây. Sau trận đấu, huấn luyện viên Quang Huy chia sẻ, cho biết cần thêm thời gian để kiểm tra, nhưng chẩn đoán ban đầu cho thấy chấn thương của Văn Lâm không quá nặng. Ngoài Văn Lâm, một tuyển thủ khác cũng phải sớm rời sân ở loạt trận hôm qua, đó là tiền vệ Tuấn Anh. Đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai bị đau nhẹ và được cho ra nghỉ ở phút 68. Đội bóng của anh thất bại 0-1 trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó tại giải hạng nhất, trong trận đấu với câu lạc bộ Đồng Nai, tiền đạo Hà Minh Tuấn, người đã từng có thời gian được gọi lên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Thuzier, đã bị bất tỉnh sau một pha va chạm. Rất may, sau khi được cứu chữa kịp thời, mọi sự đã ổn. Hà Minh Tuấn ra sân trong đội hình xuất phát của SHB Đà Nẵng ở cuộc tiếp đón Đồng Nai. Tiền đạo từng khoác áo đội tuyển quốc gia có trận đấu khá ấn tượng và là mũi nhọn tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong một pha tấn công ở phút 54, Minh Tuấn phải rời sân sớm sau pha va chạm rất nguy hiểm ngay vùng đầu với một cầu thủ của Đồng Nai ngay trong vòng cấm địa khiến anh bất tỉnh. Ngay lập tức, Minh Tuấn được sơ cứu sau đó đưa lên xe cấp cứu vào thẳng bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc. Cần nói thêm, ngay trên đường đến bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành pháp đồ hồi sức cho Tuấn. Tại bệnh viện, Hà Minh Tuấn được điều trị, kiểm tra sức khỏe toàn diện và chụp cộng hưởng từ để xác định rõ mức độ chấn thương. May mắn là chấn thương của Minh Tuấn không quá nghiêm trọng, anh chỉ bị chấn động não nhẹ. Sau một thời gian nghỉ ngơi tại bệnh viện, Tuấn đã được các bác sĩ cho về nhà để tĩnh dưỡng.
Nhận được thông tin này, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã thở phào. May mắn là Tuấn không sao, em ấy làm cho chúng tôi lo quá. Có lẽ Tuấn phải nghỉ ít nhất 3 đến 4 ngày để tĩnh dưỡng. Ở trận đấu chiều nay, SHB Đà Nẵng dẫu chơi áp đảo trước đội khách Đồng Nai, nhưng họ chỉ thắng sít sao 1-0. Dù vậy, chiến thắng là đủ để giúp SHB Đà Nẵng xây chắc ngôi đầu khi có cách biệt đến 6 điểm so với đội xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng. Ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu cao trở lại V-League sau một mùa giải xuống hạng. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, người từng vô địch V-League cùng Viettel FC, có thể coi là điểm tựa vững chắc để đội bóng sông Hàn hoàn thành mục tiêu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tất Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.